Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tách nhạc từ cái video mà các bạn tải từ YouTube về. Với những cái MV mà các bạn lấy trên YouTube về để mà lấy nhạc á, thì mình chỉ dùng cho những cái mục đích khác ngoài cái YouTube thôi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn có ý định là lấy nhạc trên đó về rồi ghép với những cái hình ảnh của mình mà để đăng lại trên YouTube thì điều đó là không được nha. Nó sẽ bị dính bản quyền. Do đó mà các bạn chỉ dùng cái hình thức này để mà làm những cái công việc của các bạn. Ví dụ như là làm một cái video cho công ty hoặc là làm một cái video về cái vấn đề gì đó không liên quan đến YouTube. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ mở một cái MV ở trên YouTube lên. Thì mình sẽ dùng cái trình duyệt Cốc Cốc. Vì cái trình duyệt Cốc Cốc này nó đã tích hợp sẵn cái bộ download, do đó mà các bạn có thể download về mà không cần dùng thêm một cái app nào nữa. Và bây giờ mình sẽ thử với cái MV Em Gái Mưa của Hương Tràm. Chúng ta sẽ nhấp vào. Và sau khi mà các bạn nhấp vào rồi thì các bạn nhìn phía trên này, nó sẽ có cái nút tải xuống. Thì các bạn đợi 1-2 giây để cho nó load cái video vào. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp nút tải xuống. Và chúng ta sẽ lưu lại cái MV này. Mình sẽ lưu ra ngoài desktop để các bạn dễ theo dõi. Hay mình sẽ save lại. Rồi, các bạn đợi một tí nha. Thì mình xin nhắc lại là cái mục đích của chúng ta là lấy những cái tiếng trên những cái MV. Có thể là tiếng trên phim chẳng hạn. Các bạn thấy là nếu có kênh của bạn làm những cái video mà nhiều lúc các bạn cần 1, 2, 3 cái lời trên cái video của cái phim chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cách này để các bạn lấy. Sau đó thì các bạn sẽ cắt những cái đoạn lời mà các bạn thích. Nó có những cái đoạn mà gây cười chẳng hạn, hoặc là đoạn cười, hoặc là những cái đoạn mà có những cái giọng gì đặc biệt á, thì chúng ta sẽ dùng cái này. Còn mình xin nhắc lại là chúng ta không dùng cái cách này để lấy những cái bản nhạc về để mà đăng lại trên YouTube các bạn nhé. Rồi bây giờ mà sau khi mà các bạn đã download cái video về thành công rồi, thì chúng ta sẽ mở cái chương trình Camtasia lên. Và bây giờ thì mình sẽ đưa cái MV đó vào bằng cách là chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu cộng này. Và chúng ta sẽ chọn là Import Media và tìm đến cái nơi mà các bạn vừa tải cái video về. Đây, mình sẽ tải về. Rồi, mình sẽ đưa cái MV này xuống bằng cách là nhấp phải và mình chọn là Add to Timeline. Thì các bạn thấy là MV này đã được đưa xuống. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tách cái lời và cái hình ra. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tách nhạc và cái video ra. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn đến cái video và chúng ta sẽ nhấp phải và chúng ta sẽ chọn là Spirit Audio and Video. Chúng ta sẽ tách ra. Và các bạn thấy là chúng ta hiện nay chúng ta sẽ được hai phần. Một phần là video không có lời và một phần là cái lời thoại cũng như là cái bài nhạc này. Nếu các bạn kéo nó ra như thế này mà các bạn mở thì nó sẽ không có cái tiếng nào cả. Đây, còn nếu mà các bạn muốn nghe tiếng không? Đấy, thì các bạn có thể để đây thì các bạn thấy là chỉ có tiếng thôi mà không có lời. Vậy là mình đang có hai phần. Rồi bây giờ nếu mà các bạn muốn lấy cái phần lời này không mà không có cần cái phần hình này, thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần lời và chúng ta sẽ nhấp vào cái mục. Chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là share và chúng ta sẽ chọn là export audio only. Có nghĩa là nó chỉ xuất ra cái phần audio này thôi mà cái phần hình này, phần video này thì nó sẽ không xuất ra. Thì chúng ta sẽ nhấp vào nha. Rồi mình sẽ chọn đây. Và các bạn thấy là nó sẽ lưu cái định dạng của mình với hai cái định dạng, là một là cái đuôi có cái file là .wav hoặc là cái đuôi M4A. Thì các bạn có thể chọn là .wav này, đặt tên cho nó nha. Đấy. Rồi mình sẽ lưu save. Thì các bạn thấy là nó đã đang xuất cái phần audio ra. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé. Đây. Vì lý do bản quyền cho nên mình không mở cái lời mà mình vừa xuất ra cho các bạn nghe được nha. Rồi. Do đó mà nếu các bạn muốn cắt một cái lời thoại nào đó hay hay trong một cái MV nào đó chẳng hạn, không phải là nhạc mà là một cái đoạn đối thoại, rồi sau đó thì các bạn làm méo tiếng hoặc là các bạn sẽ chỉnh sửa lại cái âm thanh, thì chúng ta sẽ dùng cái cách này. Có nghĩa là chúng ta sẽ tách nhạc và video ra, sau đó thì chúng ta sẽ lưu cái lời riêng ra ở một nơi để sau này chúng ta dùng. Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách tách
lời hoặc là tách nhạc trong một cái MV, một cái video trên cái kênh YouTube sau khi mà các bạn tải về. Và chúng ta sẽ dùng cái đó để mà biên tập lại cho một cái video đặc biệt nào đó của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong cái hướng dẫn sau về Camtasia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.